Mình vẽ sơ đồ giống như trong phải luôn nha. Không vẽ sơ đồ cái kiểu kia nữa. Còn đây là 18 đó. Đây là chính là cái kích hai vế. Bốn con như thế này này. Một, hai, ba, bốn. Đây, đây, bốn này, gần bốn. Thì mình chỉ vẽ mỗi bên một con, thực ra là nó bốn con và đấu song song hết. Bắt đầu mình sẽ vẽ từ chân C và các cái đường loằng ngoằng kia chính là cái đường dây nằm trong biến áp. Và biến áp sẽ có cuộn sơ cấp, sẽ cho ra ba đầu. Giường từ chân B này. Chạy. Chạy xuống đây. Và chạy ra đây. Mũi giữa sẽ chạy lên dương nguồn 12V của mình ắc quy. Mũi đường đầm đậm này á. Đây là biến áp nha. Mũi đường đậm này chính là cái. Mũi to. Đây này là cái đường dây to này. Thằng dây to này, dây to này, cũng như thằng này. E sẽ đấu chung. Đây là một cái kích cá thực tế mà người ta đã dùng cũ đến như vậy rồi. Và lưu ý thì chân C và chân E, những cái đường nguồn chính đều phải dây to hết. Còn chỉ có mỗi hai cái đường phụ, đó là cái đường hồi tiếp thì chỉ cần dây nhỏ thôi. Chúng ta là E là cái thằng này. E chính là cái thằng này. Đây là E. E thì nó rất là đấu rồi. Một cái thằng này. E. Đấu xuyên. Xuyên qua. Và chân E cũng phải thật to. Xuyên qua đây. Chạy sang qua đây. Là E. Một. Con B này sẽ chạy vào đây. Và từ cái thằng này. Và mình đã ở giữa đây là có một cái này. Cho nó chạy qua đây đi. Đây là dương nguồn này. Cong như này là không chạm vào đâu. Các bạn quan sát kỹ thì sẽ thấy nó nối thẳng dưới cùng. Đây, đây là con ngoài cùng rồi. Sau cùng của con chạy rồi nối giữa bên áp đây. Đây là 8. Là chính là thằng này. Được chưa? Từ dương nguồn này chạy qua một con nơi giờ này. Xuống này. Vào nối giữa. Đây chính là mối giữa của thằng chạy lên qua một con giờ hai. Và cái con điện trở này thì các bạn sẽ phải dùng điện trở xứ. Phía đầu ra thì dùng dây bình thường thôi, nhưng mà các cái chỗ ra đó các bạn cũng phải buộc thắt nút vậy cho nó không bị tuột ra ngoài. Đầu ra thì liên lạc qua một con tụ 4 UF 4 microfarad 400V. Chỉ liên lạc có một bên thôi. Còn một bên để không và câu thẳng vào lưới, vào cái vợt. Chính như cái con này sẽ làm như thế này. Đây là như thế này.
sẽ tháo này ra nha. Tháo hẳn ra luôn. Thì hình thức đóng thì cái kích cá thì đóng như vậy thì nó sẽ gọn. Hai dàn sò sẽ đóng ra hai đầu và có tản nhiệt đàng hoàng. Kilovolt 400 volt 718. Cho là 7,8 đi, đó là cái chiều ngang, chiều rộng nhất của cái biến áp. Nhưng mà tính biến áp á, thì người ta đo biến áp, người ta không có đo ở cái hơn 3 một chút, 3,2. Người ta đo chiều dày và chiều rộng. Chiều rộng là chiều rộng ở cái lõi chính giữa. Thì ở đây là 3, chiều rộng của lõi chính giữa là 3,2 gì đấy. Nói tóm lại là các bạn không đo được cái lõi chính giữa thì các bạn cứ đo cả đi. Thì nó cũng thiết kế na ná giống nhau, thì là đo cái biến áp nó tương tự như vậy. Thì để làm kích cá thì các bạn cứ làm cái biến áp tầm cỡ khoảng 10cm vuông ở lõi chính giữa, khoảng độ 10cm vuông đến 11, 12 là ngon. Sân C này, đây là 15. Đây là sân này, cái này. Và dây sơ cấp thì các bạn cố gắng quấn to một chút, khoảng độ 1 ly. Còn hồi kia, hồi tiếp. Hồi tiếp từ chân B, hồi tiếp từ chân B ra đây, đây là sắp 7. Bên này thì đang không gồm ở đây, 7. Dây hồi tiếp các bạn quấn dây 0,5, 0,6 đều được hết. Số mà mình đã làm từ rất lâu rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.